trước đây thì mọi người cứ chê mình là già trước tuổi. Mặt công nhận là mình thấy là da của mình cũng bị lão hóa đi rất là nhiều. Và được một người bạn giới thiệu đến Arina, thì với cái công nghệ là nâng cơ HIFU. Được biết đến Arina là có cái công nghệ nâng cơ HIFU, thì chỉ cần là một buổi duy nhất thôi, có 60 phút thôi, không hề xâm lấn, cũng không cần phải kiêng khem hay nghỉ dưỡng gì cả, thì rất là phù hợp với cả cái công việc của mình. Thì mình đã quyết định đến Arina để làm. Mọi người review và thấy mọi người giới thiệu ở Arina thì công nhận là chỉ sau 60 phút thôi, không đau, không xâm lẫn, không phải nghỉ dưỡng, không kiêng khem gì cả, mà mình có một cái da mặt này bây giờ rất là căng bóng và đẹp, và đặc biệt là các cái cơ mặt của mình đã được nâng lên, thon gọn cái hàm của mình hơn, và cái rãnh cười sâu của mình thì bây giờ đã được lấp đầy. Thì như mọi người thấy đây, bây giờ thì là thật sự là mình rất là hài lòng với cái làn da của mình. Bây giờ làn da mình thấy là nó săn chắc này, nó không còn những cái nếp nhăn là giảm đi rất là nhiều luôn. Làn da trở nên là căng bóng này, mịn màng này, nó cảm giác như là trẻ da rất là nhiều rồi. Thật sự là mình rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ cũng như là các kỹ thuật viên ở Arina đã giúp mình lấy lại được cái làn da như là mình mong ước. Thì sau 60 phút mà chỉ duy nhất một lần mà mình cảm thấy là da mặt của mình là trẻ da được 5 tuổi.